Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, như mọi người đã đọc ở tiêu đề thì hôm nay Nhi sẽ đi review một cái nhà ở bên khu Đông Á. Thực ra nói review thì cũng không đúng, tại vì mấy tháng trước á, thì Nhi đi qua cái chỗ Đông Nam Á chơi với thằng em á, thì vô tình thấy được cái nhà này. Và khi mình bước vào nhà này mình kiểu oh my god luôn á mọi người, nhà này chắc chắn là phải của đại gia Đông Á nè, chắc phải giàu nhất gì Đông Á luôn á. Tại vì mình bị choáng ngợp với cái độ xa hoa của nó ấy. Nhưng mà thời đó kiểu mình hay review mấy cái nhà kiểu xây chân thật á, thành ra là mình chưa có ý định đăng. Nhưng mà đợt này mình thấy cái đó khá là hay, thế nên là mình sẽ đăng cho mọi người xem nha. Nhưng mà trước tiên thì hãy cùng mình làm một vài công việc hàng ngày đã nha. Đầu tiên là hôm qua do Nhi đăng cái blog, thành ra là Nhi không có làm cái mà test nhân phẩm nít phụ nít chính với là cái hộp kim cương cho mọi người được. Thì hôm nay Nhi sẽ làm nha. Còn cái hộp của hôm nay là tiền sao, thì tiền sao Nhi không có test ha, test kim cương thôi. Tay mở đầu luôn luôn là Mitsugi đệ nhất Sukana. Ok, để xem thử hôm nay ra bao nhiêu kim cương nha. Ông qua chứ. 9 viên hả? 9 viên thì được xét vào cái mục trung bình thôi. Dù sao thì nó cũng sẽ khá hơn cái lúc mà ra 5, 6 viên, 7, 8 viên đúng không? Còn để xem cái nick mà thường được khen là hên ổn định thì hôm nay ra bao nhiêu viên kim cương nha. Sunny Chan ra 10 viên kim cương. Hơn bên cái cỏ viên thôi mà thấy sang hẳn hoi mọi người ha. Nhưng mà xin phép mọi người nha, Nhi đã tìm ra nhân tố mới trong cái làng hên của Nhi rồi. Dạo trước thì thấy tèn tèn nhưng mà bữa nay thì thấy nó khá khổng lắm. Cái nick Sunny á thì Nhi sẽ test nhiều lần để xem nha. Nhưng mà lần này nó hên thật, nó ra 30 viên kim cương. Nó chỉ đứng sau cái số kim cương cao nhất là bà 7 thôi à. Đấy, nhân tố mới khá là đáng trông đợi nha. Ok, cùng trở lại nó chính để làm công việc tiếp theo ha. Trong cửa hàng á thì tuy không có món mới nhưng mà ở trên fanpage của Gameplay Together á có một cái ảnh này. Đây, kiểu như là spoil cho cái lần cập nhật tiếp theo á là chúng ta sẽ có cái loại vật mới nha. Mà cái vật đực này nó đẹp hơn và là nó có hình thù á. Côn trùng thì không biết là có loại mới không nhưng mà vật á thì có vật thỏ nè, vật ít nè, vật mèo và vật con ong. Không biết là có loại nào mới nữa không nhưng mà mình khá là thích cái vật mèo á. Nếu mà nó ra mắt thì chắc chắn là tôi sẽ mua vật mèo đầu tiên nha. Còn á, sáng nay nhà phát hành game cũng đăng cái ảnh này nữa, kiểu để nhem thèm mình thì đúng hơn là truyền vía mọi người. Cái hộp gà con vàng này nè, nó còn rất là ít ngày, nó chỉ còn 3 ngày thôi mà mình vẫn chưa mở ra được cái món nào. Cái phần thân với cái phần dày là mình mở từ cái đợt trước rồi nha. Còn cái mũ với là cái mỏ là mình không có, nhưng mà mình không cần cái mỏ, mình cần cái mũ thôi. Mà đã chăm chỉ mở từ cái ngày đầu tiên nó ra mắt tới giờ rồi mà vẫn không có ra, thành ra là ai có mà có mũ rồi thì nhả vía cho Nhi nha. Còn hộp vịt thì không nói nổi nữa. Hôm qua tôi đã tốn một đống kim cương để mà mua cái máy chạy bộ này. Lỡ như mọi người vào nhà tôi mà mọi người cần phải tập thể dục á, tôi cũng cần nữa. Thành ra là nhà chưa có là phải mua. Vậy mà nó vẫn không cho viên kim cương nào hết. Cho mỗi tiền sao mà cho ít chứ không cho nhiều nha. Tiền sao thì thôi đi, cho thêm cái chân vịt. Rồi lấy chân vịt làm gì? Nấu cháo hả? Nghĩ mà tức ghê. Ok ok, không dài dòng với mọi người nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi vào review cái căn nhà giàu nhất Đông Á theo ý kiến chủ quan của mình nha. Nhà này là của bạn Raisa ở bên Đông Nam Á và cái hôm đó là mình vô tình vào thôi chứ mình cũng không có chủ đích để vào nha. Ê, cái đoạn đi vô á là trời, mấy cái con cá mà gì, cá mini mà vương miệng á, nó chơi một dãy đây luôn nè. Trời ơi, tao chưa được con nào hết luôn á trời. Một miệng em cũng không biết đường đi ra luôn. Ôi trời ơi, mình đang kẹt ở đâu vậy? Oh no! No! Mày có thôi đi không cái thằng kia? Mày có im lặng để tao khám phá nhà coi. Bên này bạn xây một cái khu vực quầy bar và mình thấy là cái việc kết hợp giữa cái la phong có nhiều chữ Play Together đó với là cái bàn công nghệ cao mà nửa hình tròn nó cũng khá là hợp. Bên này là một cái bàn lớn hơn, kiểu bàn hội nghị trong phòng họp mà nhiều ghế á. Phía trên còn có đèn trong cái gói tarot nữa kìa. Wow, cái đèn này xinh chưa? Chỗ cho này là trên này là đồ vật phẩm áo quần với là cá hiếm, có cá heo vương miệng, à lộn, cá heo hồng vương miệng nè, hải cẩu vương miệng nè, rồi con cá gì đó, con cá bò sữa là con cá gì Huy? Con sát thủ. À cá bò sát thủ, quá trời ghê. Rồi nguyên cái con gấu mà con đi nó to vậy là trong gói nào vậy? Con đó 143 hỏi vàng. Wow, so upset. Xem coi, 143 tương đương với 500 ngàn. Wow, nghe cái con gấu Connie đó, một con mà 500 ngàn là hết hồn đúng không? Nhưng chưa. Wow, mà nó chơi hai con mấy đứa. Một con nâu với một con trắng gì? Ừ, hai bên kìa. Đúng rồi, một con cho 500 ngàn. Cái chiếc cano này 800 ngàn. Rồi, xem thử sơ bộ biến là cái nào làm nữa. Chúng có cái bát trong này luôn á. Bạn tính đi, bạn tính coi thử mấy. Cứ một cái vàng này thôi cũng mất 500 ngàn. À, chị thấy là không nên tính nữa đâu. Tính để hơi căng đó.
cái thuyền độc nhất vô nhị đó hình như 300 ngàn. Có bối thì 300. Rồi, hơi căng rồi đó. Con rồng này của 200 mấy. Chào ơi trời, bên này có một cái hồ to đựng 5 con cá heo hồng nè mấy đứa. Wow. Nó chỉ tới 2 cái hồ 500 mấy kim cương. 2 cái hồ nữa chị. Quá trời đỉnh. Da 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 da. Wow. Má cái bộ này mới xịn nè. Eo ơi xịn vãi. Cái bộ đó của ổng á bán. Nó bán giá rẻ là 500 ngàn đó chị. Cái bộ đó. Rẻ. Rẻ hả em? Nhưng mà nếu như hot cho thật đó, nó bán còn được có mấy lần nữa đó. Có thể là nó sẽ không giống những cái video review thông thường của mình lắm. Nhưng mà công nhận là cái nhà này mình sẽ kiểu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ý. Mỗi vật, mỗi cái đồ đều là có tiền hết luôn á. Nên là mình cũng muốn để mọi người xem thử là mọi người có bị hết hồn giống mình không. Mà như lúc nãy mình nói á, mọi người thấy bộ đồ mình đang mặc là kiểu anh Đào, là mọi người biết cái video này từ cái hồi mà có sự kiện anh Đào tới giờ luôn á. Cái anh này nhiều heo nhìn sơ bộ bên này chứ nó cũng phải trên 30 triệu. Dạ. Wow. Đại gia rồi, hút liền. Ví dụ như con hàng này mà bán ra thì mèo nhiều cũng phải là 20. Với người chơi mà lâu lâu nạp một lần một gói như mình thì nghe cái việc mà 20 triệu, 30 triệu nạp vào một cái ạc thì mình đúng là bất ngờ thật. Nhưng mà sao đâu, người ta có tiền thì người ta xài, chứ không ai đi tranh luận với người giàu cách tiêu tiền hết á. Ê, trong này còn có cái gói mình thích nữa nè. Mà hình như là hai gói luôn đúng không? Một cái gói tarot cơ bản với một cái gói tarot cao cấp đúng không ta? Ngay đây chị Raisa có nhận em gái không? Em xin ấn cử ạ. Đỉnh quá trời đỉnh rồi. Thật là đáng sợ. Ui, trời ơi. Tự nhiên tắt cái máy phun sương của người ta. Nó có cái hệ hốc hộp cua nữa. Nhưng mà em thấy nhà này cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Nhà như thế này rồi mà còn có bạch cua nữa. Dạ có, em thấy là sao rồi. Như đã nói ở đầu video thì bình thường mình sẽ hay review những cái nhà có sự sắp xếp giống nhà thật ở bên ngoài hơn. Nhưng mà đợt này mình quyết định đăng cái video này là bởi vì cái nhà này nó quá là giàu, mọi người hiểu không? Mình bị choáng ngợp bởi cái sự giàu ấy. Choáng ngợp bởi độ đại gia của dân chơi thị Đông Á. Mà cái người này cũng bằng người nước ngoài. Bên kia có một khu bạc cua nữa. Bình thường thì mình không có leo, nhưng mà hôm nay review thì mình sẽ leo thử cho mọi người xem luôn nha. Đi lên cái bạc cua mà em leo cái xong vậy, không biết đường tầm để nhảy. Ê trên nó có gì vậy, kêu chị lên với. Để em ngồi. Chị đứng, có gì để cho em leo cũng được. Ủa chị ngắm đất hả? À? Vãi, ngồi luôn vậy. Không, đây rồi, đây rồi chị đây nè. Ui lại. Rồi. Ê chị cũng muốn nhảy thử, đứng đó đi. Chị đang lên làm gì? Đi tìm cách nhảy với bạn nút này. Rồi đi. Mình cũng muốn thử. Em cũng không có chuyện mua cái này cho lắm. Easy. Cái tốc độ cơ của chân quạt bên này nó chậm hơn so với bình thường. Không có gì khác mà. Gớt rồi. Đi đi mấy đứa, hay là chị đi. Rồi, đứa nào nhảy tiếp đi cho thấy hình hơi chịu rồi đó. Nhảy sao thì đừng có chích tới chứ. Đứa nào đóng cửa lại vậy, đứa nào đứa đóng cửa lại vậy. Đánh chết. Ây da, không thấy đường nhảy luôn á. Tức cả. Để chị nhảy cho. Nhảy thu nhỏ như mà lại. Nhảy lên cái nóc nhảy nữa. Nó bánh cửa không cái nữa là gì cũng nhảy chi cây được. À hả. Rồi nhảy chi cây. À hả. Nhưng mà cái nguồn nó lớn là. Ấy da em cũng không. À hả. À hả. Ê đứa nào lên thử cái này đi. Alo Huy thử đi Huy, nó coi thử nó bắn em ra đâu. Đổi sang cái một luôn để em bắn thử là. Yêu. Bay về nhà hả. Để thử. Yeah. Wow. Cũng vui vậy. Cũng vui mà. Rồi ta đi phán phát tiếp đã. Trời ơi, trong nhà vệ sinh mà nó cũng phải để cái tường là bằng thỏi vàng mới được nha. Giàu quá. Không có chỗ cấp. Kiểu là tiền tao không thiếu, mày ưng gì cũng được á. Ưng cái gì có cái đó. Vì bát đặt đầy đủ đến nhà, không có thiếu đâu.
Nhưng mà em chưa có thấy tìm thấy cái gói về bát của cái bạn học có à. Về bát của này có à. Wow, trời ơi, có máy làm bánh macaron nè. Nấu liền chị, nấu liền gì, mình cũng đâu có nấu theo kiểu ăn cắp nhiều hộp được nữa. Nhưng mà chị làm nhiều lắm rồi. Hôm trước chị làm nhiều lắm rồi. Thôi, chưa nấu. Thôi, mày coi cái tướng mày nằm đó nó hợp lý không thôi. Tao thấy không, không hợp lý rồi đó. Còn hai khu vực nữa, một khu vực ở đây và một khu vực ở dưới tầng hầm. Khám phá nốt nha. Starbucks Korean BBQ. Nếu mà nãy giờ ở những cái khu khác á, thì ngoài cái sự giàu có với nhiều tiền ra thì không có thấy sự sắp xếp tốt lắm, thì ở dưới tầng hầm mình lại thấy bố cục chỉnh chu hơn nhiều á. Có phòng trưng bày nè, phòng chơi trò chơi nè, phòng tập thể dục nè, phòng khách nè, phòng bếp nè. Nói chung là đầy đủ cái. Nhưng mà những cái hình dáng ở trên tường đó thì cũng mua bằng thỏi vàng và tiền nha mọi người. Mình cảm giác là bạn chỉ xây cái tầng hầm này là giống cái nhà bình thường thôi, còn phía trên là bạn mặc sức để mà gọi là show ra những cái sản phẩm hiếm hoặc là những cái gói mà bạn ấy nạp ấy. Wow, nhà đẹp quá. Trời đất hết rồi đó. Mỗi người đều có một cái gu, mỗi cách sắp xếp nhà riêng. Nhưng mà mình phải công nhận là nhà bạn này siêu siêu giàu luôn. Lần đầu lạc vào nhà của đại gia, thật là bỡ ngỡ. Super đại gia nha mọi người, super đại gia. Lo lo thì mình cũng muốn đổi gió, thay vì đi review những cái nhà đẹp thì mình cũng muốn review những cái nhà giàu thử xem sao. Mọi người muốn mình review nhà ai giàu nữa thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người, sayonara.